Chào các bạn, rất vui hôm nay Hoàng Anh Trầm Hosita chúng tôi có điều kiện tới chợ cây Long Biên. Cái khu chợ cây này là của tập đoàn Triệu Điền thuê ở chỗ công viên Long Biên, và một phần là dùng cho tập đoàn để dâm tùng La Hán. Đây các bạn thấy rất nhiều cây tùng La Hán đúng không? Hàng này là hàng nhập của nước ngoài, và một phần thì là tách ra để cho các cái nhà vườn làm cây cảnh nghệ thuật, thuê nuôi cây, trồng cây và làm cây. Thế thì hôm nay để ra mắt chính thức hoạt động của chợ cây Long Biên, thì tập đoàn Triệu Điền có tổ chức một cuộc triển lãm. Và tác phẩm chính, điểm nhấn của triển lãm lần này đó là tác phẩm Thiên Địa Nhân Tụ Hợp. Thế thì trong clip này tôi sẽ tập trung tôi review tác phẩm này. Đây, đây là tác phẩm Thiên Địa Nhân Tụ Hợp. Thì về vị trí là tác phẩm này được đặt ở vị trí trung tâm của khu trưng bày. Đó. Ở đây có mấy cái nhà bạn. Chắc cái khu này là để ăn uống này. Cái khu nhà bạc xa xa kia là khai mạc này. Và nhà bạc này là để trưng bày các cái cây chung và mini, các tác phẩm hoàn thiện cây nghệ thuật. Thì cái nhà bạc này tôi nghĩ là sẽ duy trì đến cuối triển lãm luôn. Thì đến anh em đến đây ngắm cây ngoài ngày hôm nay, thì những ngày sau á, sau khi ngắm cây thì có thể vào đây uống nước nghỉ mát. Đó. Bố trí rất là hay. Thế còn đây là các cái tác phẩm cây tầm đại, tầm trung, mini bao quanh tác phẩm Thiên Địa Nhân Tụ Hợp. Đó. Cái vùng xa xa các bạn nhìn thấy cái có hai cổng hơi đỏ đỏ. Đó. Đó là hai cái lối vào. Cái tác phẩm Thiên Địa Nhân Tụ Hợp này thì là một cây cỡ đại. Đây các bạn nhìn này, chậu, bề ngang chậu và bề cao. Về kích thước chính xác thì tôi chưa được thông tin rõ. Thế nhưng mà nếu mà tôi ước lượng, bề ngang chậu này chắc phải rơi tầm khoảng phải tầm 3 mét đấy. Thế còn cái chiều cao cây mà từ mặt chậu lên tới ngọn của phúc ấy, thì tôi nghĩ chắc phải rơi tầm nay ngày mùng 7 tháng 4 năm 2024. Thì tôi đang đứng trước tác phẩm có tên là Dấu Ấn Thời Gian của anh Minh Dưỡng. Tác phẩm này thì nổi tiếng, và người tạo tác là chú Cường họa sĩ. Thì anh Minh Dưỡng là bây giờ anh đang sở hữu cây này, đặt gần cái phông quá, đem ra là mặt sau không quay được. Tuột cảnh. Đây cái mặt này, mặt trước này. Đây, tôi muốn quay chi tiết cái tác phẩm một chút để cho các bạn coi. Đây là phần thân, các bạn nhìn từ mặt trước này. Lưu dùng ký. Quá kỳ cục nhỉ. Không có đồi thổ. Đây, cái vị trí tôi đứng đang là cái mặt trước của cây này. Thì cái mặt này là hướng nhìn về hướng đông, đâm ra là buổi sáng bị ngược sáng. Các bạn thông cảm. Chậu rất là cao to. Đây cái mặt này, mặt trước này. Đây, tôi muốn quay chi tiết cái tác phẩm một chút để cho các bạn coi. Đây là phần thân, các bạn nhìn từ mặt trước này. Đây tôi view chi tiết cái phần chân bệ với lại phần thân cho các bạn coi nhé. Con này đây mặt sau này.
Đây là tôi đứng gần ở cái mặt trước của cây đấy. Lấy lại nét với lại đó, bây giờ tôi zoom lên nha. Đấy, cái vùng này đã bắt đầu vùng chia ra thành ba cái vùng cảnh lớn này. Từ ngày xưa chia thành ba vùng cảnh lớn này xong bắt đầu là được cắt ra, thì tôi nghĩ là cái cảnh lớn bên này này là làm thành tác phẩm là Tiên Lam Giáng Trần, vì nhìn cốt to, chứ còn hai bên này thì là nhỏ hơn, thì làm thành các cây khác nhưng mà chưa hoàn thiện ra, chưa được truyền thông. Còn đây là cái vùng này là cái vùng tán này. Nói chung là tác phẩm này thì được truyền thông mấy ngày hôm nay tập trung rất là nhiều. Đâm ra là tôi cũng không bình luận gì nhiều và tôi chỉ quay chi tiết cho các bạn coi thôi. Đó. Thì tôi đi chi tiết một chút về đường thân ở các điểm trên thân cho các bạn coi nhé. Zoom to này các bạn nhìn nó sẽ dễ hơn. Đó. Máy quay của tôi thì quay rất là zoom, độ zoom là được 30x nên thoải mái. Nó đỡ bị tình trạng ngược sáng đúng không các bạn? Đấy, vùng này bắt đầu chia cành này. Cho các bạn để các bạn thấy cái tác phẩm này, các bạn cảm nhận như nào thì các bạn cho ý kiến nhé, comment xuống bên dưới. Đây là vùng chia chi và bông tản. Đây tôi đang quay là đứng từ mặt trước của cây đây các bạn nha. Ok. Bây giờ tôi chuyển sang mặt sau nhé. Xong rồi quay hai mặt hông các bạn coi. Đây, tôi muốn quay chi tiết cái tác phẩm một chút để cho các bạn coi. Đây là phần thân, các bạn nhìn từ mặt trước này. Lưu dùng ký. Quá kỳ khủng nhỉ. Không có đổi thổ. À đúng à. Đây cái vùng tôi đang đứng đây là mặt sau của tác phẩm Thiên Địa Nhân Tụ Hợp các bạn nhé. Mặt sau này thì nó đúng hướng ánh sáng ra nhìn nó đẹp hơn. Đây là vùng chậu. Đây nhìn tổng thể. Tôi zoom lên các bạn coi nha. Vùng chậu. Đây là con tử nhìn từ mặt sau này. Mặt sau này con tử này nhìn được toàn thân hơn.
Đây, một chân bệ ân tử. Bắt đầu nhạc hơi ầm. Anh em đang test nhạc để tí nữa khai mạc. Nói chung là hôm nay là tôi quay một ít thôi. Đây mặt sau này. Gì? Có thằng nữa à? Thằng đau lỏ, tôi mới nhìn là... Ngủ à? Wow. Ủa anh cho chung cọc. Bán đi thì phải 30 một đất được video. Chịu chơi chịu chết. Chị chữ. Chị vạn cổ như gương. Cho con này về lắm. Có vại như chú nào. Vại cổ nó vại lắm. Rất như vẻ cái cáo buộc trốn đi về. Thịt mạnh như cây nhựa. Chán tiền. Con này thật to rồi ta. Ngày xưa nhà anh toàn phải tí thì to một đứa. Ngày xưa ở dưới đi mua cái ý về thì mẹ anh chê. Tao cuối cùng tao được 50 triệu tao bán mẹ. Chúng mày cứ chê đâm ra tao mất ăn. Toàn được trò bao mà. Em đi mình à? Hoàng nó đi đâu? Đây là cái vùng mặt hông bên trái, nếu mà các bạn nhìn thấy mặt trước ấy. Các bạn nhìn từ mặt trước ấy. Đó. Cái to làm ra tôi phải tách từng vùng. Dùng chân máy thì các bạn sẽ quay sẽ các bạn sẽ thấy nó đỡ bị zoom hơn rất là nhiều. Và các cái điểm zoom ấy, thì sẽ được chi tiết hơn. Tôi đang để chế độ zoom hết cỡ đấy. Đó, các bạn nhìn thấy bông tàn chưa? Cái hướng này thì nó không bị ngược sáng gì cả, ánh sáng nó rất là chuẩn. Để muốn đi cho các bạn chi tiết các bạn nhìn. Thì nói chung đây là một tác phẩm cỡ rất là lớn. Chiều cao mà tính từ phủ bì mặt chậu lên thì cũng phải tầm 3 mét mấy, gần 4 mét đấy. Xong chậu cao cũng phải tầm 80 phân. Nếu mà tính từ chân chậu lên thì chắc rơi tầm hơn 4 mét đấy các bạn. Rất là cao. Mua con này không? Đây mặt sau này. Đấy, anh em mình chia. Đây cái mặt này là cái mặt hông bên phải. Nếu mà các bạn đứng nhìn từ mặt trước đấy. Là tôi đã quay tổng thể rất là chi tiết tác phẩm này cho các bạn coi ở các hướng, mặt trước, mặt sau rồi hai mặt hông. Nếu mà các bạn mà có điều kiện tới triển lãm của Triệu Điền khai mạc tuyến phố Hoa Cây Cảnh của Long Biên thì mời các bạn qua đây nhé. Trên 267 Lê Chi Hay, chỗ trung tâm của khu trưng bày luôn. Hay Chi sáu bảy lơ
Các bạn có bình luận gì thì các bạn cứ comment thoải mái xuống phía dưới nhé. Góp ý thêm và đưa ra các quan điểm của các bạn về tác phẩm Thiên Địa Nhân Tụ Hợp, tác phẩm mà nổ đình nổ đám gần cả tuần nay. Và tôi nghĩ là trên truyền thông thì sẽ còn là được trao đổi và nói chuyện rất nhiều về tác phẩm này trong giai đoạn tới. 267L2A267L. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào. 267L1223456A. Chi. Cây này đặt gần cái phông quá, xem ra là mặt sau không quay được. Tuần cảnh. Còn đây là cái vùng này là cái vùng tán này. Nói chung là tác phẩm này thì được truyền thông mấy ngày hôm nay tập trung rất là nhiều. Đem ra là tôi cũng không bình luận gì nhiều và tôi chỉ quay chi tiết cho các bạn coi thôi. Đó. Lưu dùng ký. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.